đây là hồi trước là ở bên Gia Lai mà giờ thì về bên Đắk Lắk Cư San rồi nha. Tất cả mọi người quay trở lại với video của mình nhé. Ngày hôm nay thì mình cũng sẽ lại review và quay cận cảnh một chiếc xe đầu từ Gia Lai. Và ngày hôm nay thì cũng đã có mặt tại bên Đắk Lắk ở khu vực xã Cư San nhé. Và anh em nào cảm thấy có nhu cầu muốn hỏi thăm chiếc xe đây thì cũng có thể liên hệ số điện thoại mà mình sẽ cho lên tiêu đề để gặp trực tiếp với bên chủ xe để bàn giá cả với chủ xe, nếu hợp ưng ý thì sẽ chốt nhé. Và giờ đây thì anh em mình sẽ cùng đi vào từng chi tiết một của chiếc xe nhé. Đây nha, chiếc xe đây. Và cũng đã về tới chiếc xe đây. Chào anh. Hôm qua mới về hả? Hay là hôm kia? Hôm kia về rồi hả? Bình yếu à? Hôm qua lúc chạy về quên không cắt mát đấy. À. Có cái cắt mát mà không cắt mát thế thôi. Có phóng điện hết. Cáp tháo rời ra rồi anh. Đây nha mọi người, toàn cảnh chiếc xe đây, mới dọn về ngày hôm kia. Chiếc xe đây là ở bên Gia Lai nhá, bên thành phố Pleiku. Mà ngày hôm nay thì cũng đã chính thức khai mạc ở bên Cư San rồi nha. Đây, gieo mời nha. Cái này thường chắc 2m2 nhỉ? Chắc vậy ạ. 2m2 hoặc 2m1. Bữa nghe thấy ông Việt Hằng. Sắp xì cũng đẹp lắm nhỉ. Đây là hậu bồ này. Làm van thì lại kẹp trên cây. Xe này giờ thấp mà. Xe thấp mà. Xe bằng cỡ này là cũng vừa vừa đẹp rồi. Xe này nhìn thì kiểu nó cũng thấp hơn mấy xe của mình ấy nhỉ. Xe của mình đứng là nó ngang vai mà.
Còn cái này nó chưa tới vai. Xe kia lấy đồ về làm chưa? Chào anh nha. Chờ bấm ống. Qua mà rác bấm được mà. Bấm ở chỗ bên ông cái thằng Hòa à, thằng Ngọc chứ. Đây hộp số chính nhá, số chính à, để vô máy à, bò. Tời Uran. Đây mình sẽ cho mọi người xem cầu trước nha. Bên mắt em. Do là không để ý cúng mát nhé, nên là yếu bình và cũng đã sạc xíu rồi và đã nổ máy lên. Máy thì nổ còn rất là êm nhé. Xe nổ là không hề ra khói luôn nha. Đó, chỉ ra hơi nhẹ nhẹ thôi, không chưa có tình trạng là thở bạc nha. Máy còn rất là êm.
sắp xếp thì cũng rất là đẹp. Thùng xe dài 4m, rộng bao phủ bên ngoài thì chắc tầm cỡ 2m4 và phía trong thùng thì chắc tầm 2m2 nha. Bây giờ anh em mình sẽ chuẩn bị cho xe lùi lại xem như thế nào nha. Để mình phụ lấy cây xà beng này nha. Bót rất là nhẹ luôn. Bút nhẹ là xoay hết cả bánh, quay bên này bên nọ thế nha. Chiếc xe đây là sẽ nhường lại cho anh em nào cảm thấy cần nha. Anh em nào đang thiếu thốn xe độ thì cũng có thể qua xem và tham khảo, nếu được thì chốt xe này nha. Xe đây là hồi trước là ở bên Gia Lai mà giờ thì về bên Đắk Lắk Kisan rồi nha. Chỉ cần đánh nhẹ nhàng thôi mà bánh đã xoay đi xoay lại rồi. Nó cuốn cái tôi. Lốp thì đa số là cũng còn mới nhá, vẫn còn chạy được khá là lâu. Đây sẽ là toàn cảnh của chiếc xe nhé. Bây giờ thì mình cũng sẽ dừng lại clip đây. Mọi người xem clip mình hay thì nhớ like, chia sẻ, đăng ký kênh để ủng hộ nha. Gặp lại tất cả mọi người những video tiếp theo nhé.